Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trà My thân chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay. Chào chị Trà My và Khanh, xin chào quý vị khán thính giả Đài Voa. Dạ, quý vị đang đến với chương trình livestream trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày chủ đề mới giới thiệu visa định cư Mỹ EB1. Nhưng mà trong lúc thực hiện chương trình, chúng tôi sẽ nhận câu hỏi, những cái thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú, du lịch, du học, du hành tới Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng ngần ngại gửi ngay câu hỏi trong phần bình luận trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới cho luật sư và giải đáp thắc mắc của quý vị ngay lập tức. Chương trình bữa nay nói về EB1. Thưa luật sư, xin phép được hỏi thăm ngay, EB1 là gì? Dạng visa này dành cho những ai, thưa luật sư? Dạ thưa chị, EB1 là nói chung là dành cho những người nào mà có trình độ rất cao hoặc là rất là xuất sắc trong cái lĩnh vực của họ. Và ngoài ra nữa là cho những cái người manager hoặc là người executive của một công ty để mà đi qua đây, để mà ở lại, để làm và có thẻ xanh luôn. Thì nói tóm tắt lại, cái visa này là cho những người nào coi như là xuất sắc trong xuất sắc. Ví dụ những cái vị nào mà có đi được trao huy chương về Olympic, hoặc là những cái người nào những người professor hoặc là researcher họ rất là coi như là giỏi trong cái lĩnh vực của họ, thì họ có thể xin cái EB1 này. Dạ vâng. Thưa luật sư, dành cho những người ưu việt, nhưng mà ưu việt này trong tất cả mọi lĩnh vực, có ngoại trừ lĩnh vực nào không thưa luật sư? Dạ thưa chị, thì cái loại ưu việt đó, họ có nói là về coi như là arts, có nghĩa là có thể về nhạc, tranh vẽ, là những cái gì Nghệ liên thuật. quan với arts, nghệ thuật, về cái ngành science, về Khoa cái học. ngành business, khoa học, về ngành làm ăn, Dạ. business, về cái ngành giáo dục, và nói chung là những cái người athletic nữa, những cái người mà coi như là ứng cử viên về giống như đô vật hay là những cái gì khác đó, giống như basketball player hoặc là những cái người mà chạy track and field. Và ngoài đó ra nó ứng cử trong năm cái dạng đó, những người Tức ứng cử viên là có rơi vào năm cái kinh dạng doanh, đó. thương mại, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hoặc là còn dạ khoa học phải không ạ? Khoa học kỹ thuật. Dạ khoa học, dạ đúng, dạ thưa chị. Dạ vâng, tất cả trong những cái lĩnh vực này, tất cả những người nào cảm thấy mình có những cái thành tích xuất sắc, ưu việt, tức là vượt trội hơn người đó, thì có cơ hội xin visa định cư Mỹ theo dạng EB1. Tại sao lại có cái visa này? Nước Mỹ mở ra visa này nhằm mục đích gì thưa luật sư? Dạ thưa chị, EB1 nói chung là để mà mình nước Mỹ họ lôi kéo những người có coi như là những người họ rất là có ưu tố về giống như là xuất sắc về cái ngành lĩnh vực của họ, để họ qua đây để mà nhân kéo người qua đây làm hoặc là có cống hiến gì cho bên nước Mỹ đó. Thì nói Vâng. chung là hồi xưa, tại vì chị biết là hồi xưa giờ nước Mỹ là coi như họ mở cái biên giới của họ để mà kéo những người tài giỏi vào nước, để mà coi như đào tạo cái nền tảng của nước Mỹ bên này về cái hệ thống và cái ngành, những cái ngành science hoặc business, lúc nào họ cũng muốn lôi kéo những người mà nào mà thông minh nhất mà có thể vào để mà coi như giúp đỡ cho bên này và coi như đào tạo một cái nền tảng mới cho nước Mỹ. Vâng, như vậy là dạng visa này dành cho để tức là cái mục đích là để thu hút nhân tài vào nước Mỹ. Thì thưa luật sư là xin hỏi là ngay lúc mà mình được chấp nhận cái visa này đó là mình có ngay cái thẻ xanh hay là phải qua những cái điều kiện thử thách nào không? Dạ thưa chị, rất đúng. Một khi mình xin cái EB1 này, một khi sở di trú chấp thuận thì mình sẽ có thẻ xanh luôn chị. Thì À, mình có không thẻ có xanh. cần phải làm những cái gì khác, giống như cái chứng chỉ lao động, cái labor certification, thì cái EB1 này không có cần cái chứng chỉ lao động đó. Vâng, là được chấp thuận, là được có thẻ xanh vĩnh viễn ngay luôn, không có phải là Dạ 2 đúng. năm rồi 10 năm phải Không không? phải 2 năm, thẻ xanh vĩnh viễn luôn ạ. Dạ vâng, như vậy để đáp ứng những cái điều kiện của EB1 thì xin luật sư cho biết là mình phải như thế nào, trải qua những khâu đoạn nào? Dạ thưa chị, thì trước hết EB1 chia ra ba cái là lĩnh vực khác nhau, nó gọi EB1A, EB1B và EB1C. EB1A á, là cho những cái người nào mà xuất sắc trong cái ngành lĩnh vực của họ về cái vấn đề giống như chị nói về ngành khoa học, giáo dục, và mấy cái giống như là Văn người hóa, nghệ thuật, thể văn thao. hóa, nghệ thuật và như là đó. Thì cái những người nào họ xuất sắc trong ngành đó thì họ có thể xin cái dạng EB1A. Trước hết thì Khánh chỉ nói tóm tắt nhé. Rồi dạng EB1B là cho những cái người thầy giáo hoặc là những người researcher nào coi như là coi như họ coi như là Nghiên những cái cứu. ngôi sao mà nổi sáng trong cái lĩnh vực của họ đó. Vâng. Nghiên cứu, những người nghiên cứu hoặc những người dạy học cho college, chứ không phải high school, càng lên college càng lên cao nữa thì nó còn đỡ hơn. Và cái dạng thứ ba EB1 3
thì là cho những cái người mà coi như là manager và những cái người executive từ nước ngoài được chuyển qua bên Mỹ làm cho công ty bên Mỹ này, thì họ muốn lôi kéo những cái người như vậy để vào Giám để đốc họ điều có thể hành các doanh nghiệp á, phải không ạ? dạ đúng dạ giám đốc điều hành hoặc là những cái người manager cho cái, không cần giám đốc điều hành nữa mà có thể là manager, nhưng mà cái vấn đề lúc mà manager xin thì họ sẽ khó hơn một chút. Vâng, là quản lý hoặc là giám đốc điều hành. Vâng, thưa luật sư, như vậy đó thì nếu như mình cảm thấy mình xuất sắc vượt trội trong một trong những lĩnh vực mà luật sư vừa nêu đó, thì mình cần phải làm gì từ bước 1 cho tới bước cuối như thế nào? Dạ thưa chị, vấn đề không phải là mình cảm thấy xuất sắc, nhưng mà vấn đề là một là nếu mà mình là xin cái dạng EB1 day cho những cái người vượt trội về trong cái là ngành lĩnh vực này, thì mình phải có một là những cái bằng khen quốc tế. Có nghĩa là ví dụ mình đi, bây giờ Khanh chỉ dùng một cái ví dụ đi bên Việt Nam mình, thì hình như cái anh mà anh đi weightlifting á, coi như là đi Cử tạ. để tạ đó, thì anh có thắng cái huy chương, hình như huy chương vàng của Olympic hay sao đó. Thì ví dụ anh đó anh muốn xin qua bên Mỹ dưới cái dạng EB1A, thì anh có thể xin, anh nói đây tôi có thắng cái huy chương vàng với cái dạng cử tạ và tôi sẽ qua đây để mà coi như tôi tập, tôi mở cái gym để mà tôi mà dạy những người khác cử tạ như thế nào. Thì đó, cái đó là một cái cách để mà làm. Còn ví dụ mà mình không có thắng những cái giải mà coi như quốc tế này đó, thì mình phải chứng minh rằng là ok, mình là một cái những cái người mà những cái người khác trong lĩnh vực có lại hỏi về ý kiến của mình, và thông thường mình có ghi, mình có viết những cái tờ báo hoặc là những cái vấn đề cái research material của mình có đăng lên báo chí, và nói chung là mình được những cái giống như cái được trao giải khác, nhưng không phải là quốc tế, nhưng mà coi như giải nội địa hoặc những cái nước ngoài họ vào, nhưng mà không có phải những cái giải quốc tế lớn thì cũng được. Mình phải có ít nhất là có ba, coi như ba cái việc đó. Sở Di trú hoặc có liệt kê ra một cái danh sách của những cái gì mà mình có thể chứng minh cho họ thấy là coi như là mình một là người xuất sắc trong cái lĩnh vực của mình. Thì nói Vâng. chung cái đó nó có cỡ 10 hoặc 11 cái điều lệ khác nhau. Thì mình chỉ cần chứng minh cỡ ba cái là được rồi. Dạ. Thưa luật sư, hồi nãy luật sư nói có là EB1A, BC. Dạ, xin hỏi lại về C như thế nào ạ? Dạ thưa chị, C là cho những cái người giám đốc điều hành công ty hoặc là những người manager mà từ nước ngoài được cử vào để làm cho công ty bên Mỹ này nè. Dạ, thì trong những Thì trường hợp đó đó thì họ không có cần phải đưa thành tích mà họ chỉ chứng minh với cái kinh nghiệm việc làm với cái người chủ cũ, phải không ạ? dạ thưa chị đúng, chị còn nhớ hồi trước mà em và chị làm cái chương trình về cái dạng visa nó gọi là L1A cho những cái người trong công ty gọi là intra company transferee đó, Vâng. thì Khanh có nói hồi đó đó là những cái người mà giám đốc điều hành hoặc là những người manager một khi họ qua đây dưới cái dạng L1A thì họ có thể xin tự xin thẻ xanh, nhưng mà phải có công ty thì đại thọ cho họ, thì có nghĩa là họ xin thẻ xanh qua cái dạng EB1C này nè, có nghĩa là họ không có cần phải xin cái chứng chỉ tài chính của sở lao động, chứng chỉ lao động chứ xin lỗi, chứng chỉ lao động của Vâng. sở lao động, và họ có thể tự xin với sở di trú cho thẻ xanh họ luôn. Cái đó là cái EB1C đó. Thì thông thường những cái người giám đốc điều hành từ nước ngoài họ vào họ điều hành công ty bên Mỹ này đó, thì cỡ 1 năm 2 năm sau đó họ sẽ tự họ xin cái thẻ xanh qua dạng EB1C này. Thưa luật sư, còn cái dạng B đó thì hồi nãy luật sư có nói là những cái công trình khoa học và giáo dục nghiên cứu vân vân đó, nhưng mà để mà xin cái visa này thì mình chứng minh như thế nào, công trình ở cái cấp nào thì có nhiều khả năng hơn? Như câu hỏi ở đây của một bạn đang nghe đài nói là ở Việt Nam á, thì không biết là có chỗ nào xác nhận là tôi đầy đủ các điều kiện, ví dụ như trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chẳng hạn, ai ký duyệt? À, cái vấn đề này là tại vì nếu mà mình nói ở Việt Nam á, thì nói chung nó hơi khó, bởi vì nếu mà quý vị được những cái bằng cấp mà bên Việt Nam là một và những cái công ty bên Việt Nam nó xác nhận, thì nói chung nếu cái công việc của quý vị, Khanh xin lỗi, nó nói chung nó rất là khó để mà xin EB1B. Nếu mà quý vị có những cái bằng khen đó từ của những cái nước ngoài hoặc là những cái công ty từ nước ngoài hoặc là những cái organization từ nước ngoài, thì cái đó nó sẽ cho quý vị nhiều cơ hội hơn. Bởi vì giống như Khanh nói cũng rất nhiều lần, cái ngành nền tảng giáo dục của bên Việt Nam nói chung qua bên Mỹ thì họ không có tương đương với nhau. Nên vì vậy, nếu mà quý vị chỉ có những cái bằng khen từ bên nước Việt Nam hoặc là những cái công ty bên nước Việt Nam, thì nói chung cái đó nó cũng hơi khó để mà qua đây để mà làm EB1B. Còn nếu mà quý vị là giám đốc điều hành bên Việt Nam và quý vị có làm một công ty mà họ cử quý vị qua bên Mỹ để làm cho một công ty con hoặc là một công ty cha hoặc mẹ bên Mỹ đó, thì cái đó nó lại là một cái chuyện khác, thì quý vị có thể xin EB1C. Nó khác với EB1B và EB1A.
Dạ vâng. Thưa luật sư, ở Việt Nam đó, nếu mà từ trong ba cái lĩnh vực luật sư vừa nói ABC luôn, những cái ứng viên mà muốn liên lạc để mà tìm hiểu thêm về dạng này hoặc nộp đơn xin về dạng này thì cái thắc mắc của họ là chúng tôi nên đăng ký ở đâu, làm thế nào? Dạ thưa chị, thông thường cái EB1A, B hoặc C này mình gửi thẳng cho sở di trú. Mình phải điền cái đơn I-140 và sau đó mình phải gửi những cái bằng chứng mà sở di trú họ liệt kê ra cho vấn đề. Ví dụ mình xin dưới EB1A thì mình phải chứng minh rằng là coi như mình được có những cái bằng coi như là award của những cái international organization hay gì đó. Còn nếu mà mình xin có dạng EB1B cho Outstanding Researcher Professor thì mình phải chứng minh là ok mình có học bên Mỹ hoặc là mình có học ở nước ngoài hoặc là những cái gì mình học đó, nó mình sẽ áp dụng qua bên Mỹ và nói chung nó sẽ giúp đỡ với cái nền giáo dục hoặc là cái nền khoa học của bên Mỹ và coi như là mình là coi như cái người đứng trên đầu của những người trong cái lĩnh vực đó nữa thì cái đó nó sẽ có quý vị sẽ có cơ hội nhiều hơn. Hoặc cái con đường thứ ba và con đường thông thường những người Việt Nam mình hơi hơi hay làm á là coi như ứng cử viên giữa hai công ty mà qua đây coi như giám đốc điều hành hay là người manager. Cái con đường đó nói chung là người Việt Nam mình xài nhiều hơn so với con đường EB1A và EB1B. Thưa luật sư, nếu mà mình tự vào trang web của Sở Di trú Mỹ đó thì mình tự nộp đơn trực tiếp và mình xin, và khi nào mà người ta xét duyệt thì người ta có thông báo cho mình biết và hướng dẫn những bước tiếp theo hay sao ạ? Dạ thưa chị không, bởi vì vấn đề là ví dụ trong cái trang của USCIS thì có nói một chút tóm tắt về cái vấn đề làm sao để mà mình coi như mình có thể xin dưới cái dạng EB1A, B hoặc C này. Nhưng mà vấn đề họ không có liệt kê ra rõ ràng mình phải làm như thế nào và hoặc là mình phải gửi giấy tờ như thế nào. Thì dưới cái dạng EB1A, B và C á, quý vị có thể xin sở di trú coi như là làm cấp tốc cái hồ sơ của quý vị bởi vì quý vị có thể gọi là gửi cái đơn nó gọi là cái premium processing, có nghĩa là mình trả tiền thêm cho sở di trú và trong vòng 2 tuần họ phải cho mình biết cái kết quả của họ nghĩ sao cái hồ sơ của mình họ có chấp thuận hay không. Thì quý vị nào mà có đầy đủ những cái bằng chứng giống như Khanh nói về cho EB1A, B hoặc C á, mình làm cái đơn I-130, mình gửi hết những cái bằng chứng mà sở di trú cần thiết và mình gửi thêm cái tiền mà để cho sở di trú làm cái hồ sơ mình cấp tốc á, thì thông thường trong vòng có 15 ngày hoặc có nhiều nhất cỡ trong vòng 1 tháng là quý vị có thể xanh luôn. Nói chung nó có giúp đỡ bởi vì cái luật này đưa ra là để níu kéo nhân tài về nước Mỹ và họ muốn làm cái quá trình càng nhanh càng tốt. Tức là nếu mà mình nộp đơn mà mình đầy đủ những cái điều kiện mà họ cảm thấy đây là rất là phù hợp với nhu cầu nước Mỹ đang cần thì cái tiến trình cấp thẻ xanh rất là nhanh. Và mình trả cái số tiền mà cho sở di trú họ duyệt cái hồ sơ mình nhanh đó thì cái tiến trình nó rất là nhanh chị. Rất là nhanh luôn chứ không Cái phải là lệ phí để được duyệt hồ sơ, lệ phí nộp hồ sơ thôi đó thưa luật sư, với sở di trú là bao nhiêu ạ? Dạ thông thường á, cái premium processing hình như bây giờ Khánh nghĩ là họ tăng lên là cỡ 1.225 hay 1.500 gì đó. Còn cái đơn I-140 thì tùy theo nữa. Nếu mà mình chỉ nói cái tính tiền phí cho sở di trú không cho cái hồ sơ thì Khánh nghĩ là cỡ 2.500 tới 3.000. Thế nhưng là khi mà mình nộp hồ sơ như vậy đó, họ có tiến hành cái quá trình điều tra để xác minh là những điều mình đúng là đúng hay sai hay như thế nào? Cái quá trình điều tra đó như thế nào tới ở Việt Nam không? Dạ thưa chị, thông thường họ không có xác hành điều tra bởi vì nếu mà họ phải cho một cái quyết định trong vòng 15 ngày, họ không có thời giờ nào mà để họ điều tra, coi như họ chỉ duyệt cái hồ sơ mình gửi những cái xác nhận, những cái bằng chứng mà mình gửi vào cho họ thì họ sẽ coi cái đó. Nếu mà mấy cái bằng chứng đó họ nghĩ là không có tác dụng thì họ cái lúc đó họ sẽ không có cho mình biết cái câu trả lời nhưng mà họ sẽ quay ngược lại họ nói mình phải bổ sung thêm giấy tờ và có thể họ giữ cái hồ sơ đó để mà họ gọi những cái nơi này mà ví dụ mình có để mà họ coi có phải là mình có nhận được hay không. Vâng. Nhận Thưa luật những cái sư, bằng mình sẽ chứng. tiếp tục chủ đề EB1 với những cái lời khuyên trong cái khâu chuẩn bị khi đi phỏng vấn, cũng như là cái sự so sánh giữa EB1 với EB2, EB3 sau phần giải đáp câu hỏi ngay sau đây. Tại vì lúc này là Trà My đã nhận được quá nhiều câu hỏi rồi. Xin được bắt đầu từ thứ tự từ trên xuống dưới nha, tại vì chưa thấy những câu hỏi nào liên quan trực tiếp tới chủ đề ngày hôm nay. Thưa luật sư, câu hỏi của Khanh Trần là diện F4, chị em bảo lãnh tháng 9 2009, con tôi 27 tuổi, còn độc thân, có đi cùng được không? Dạ thưa anh, nếu mà nộp tháng 9 2009 thì cái ngày sở di trú chấp thuận là ngày nào? Mà bây giờ nếu mà ví dụ con của anh 27 tuổi thì nói chung là dùng cái luật trừ tuổi thì cơ hội của con anh đi không có được cao đâu. Bởi vì có nghĩa là cái thời gian sở di trú họ phải chấp thuận. Trước hết bây giờ cái hồ sơ của anh cũng chưa có được tới đáo hạn, có nghĩa là bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 2004, có nghĩa anh phải đợi 5 năm nữa. Mà 5 năm nữa con của anh sẽ là 32 tuổi, mà
Có nghĩa là nếu mà cái ngày mà sở di trú họ duyệt cái đơn của anh tới cái ngày họ chấp thuận kéo dài cỡ 11, 12 năm á, thì may thay con của anh có cơ hội đi. Nhưng mà ngay bây giờ á, nếu mà anh nộp 2009 và ví dụ sở di trú họ chấp thuận 2011, 2012 thì cái người con 27 tuổi này thôi khỏi khỏi đi được rồi. Vâng, câu hỏi tiếp theo, Thích Thông Phước, thưa luật sư, tôi đi diện R1 đã nộp đơn I-485 lăn tay hơn 4 tháng, bao lâu nữa tôi nhận được thẻ xanh? Thưa quý vị khán thính giả hỏi câu hỏi này, cái này cũng tùy theo cái chỗ quý vị ở. Nếu mà quý vị ở cái nơi Khanh thì Khanh thề về vấn đề bên Texas, về Houston thì cỡ 12 đến 15 tháng. Còn những nơi khác tùy theo quý vị ở đâu, có thể 6 tới 9 tháng hoặc có thể trong vòng 1 năm. Thì cái này là tại vì sở di trú họ chia ra nhiều cái chi nhánh khác nhau, cho dù họ là một cái sở coi như là một cái rất là lớn đi, nhưng họ chia ra những cái chi nhánh khác nhau, và những cái chi nhánh đó, thứ thời gian họ duyệt cái hồ sơ nó có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn, bởi vì có nhiều người ta nhận nhiều hồ sơ hay ít. Nhưng mà nếu mà quý vị nằm ở những cái nơi nào hẻo lánh một chút á, thì cái thời gian sở di trú họ duyệt cái hồ sơ có thể nhanh hơn được một chút. Vâng, câu hỏi tiếp theo thưa luật sư là một người đã đi du lịch rất nhiều nơi từ Singapore, Indo, Mã Lai, Đài Loan, Hàn Quốc, rất là nhiều nơi ở châu Á. Vậy thì khi đi du lịch Mỹ đó có cơ hội cao không? Thưa bạn, cái này tùy thôi, tùy theo quý bạn có thể chứng minh là bạn có cái những gì mà để níu kéo bạn quay về Việt Nam hay không. Tại vì cái xác suất mà sở di trú họ không phải sở di trú, xin lỗi, xác suất mà bên bộ ngoại giao họ cấp cho cái visa đi du lịch qua nước Mỹ rất là thấp. Thông thường họ bác cỡ 85-88% của những cái đơn này, và họ cấp rất là ít. Nên vì vậy cho dù bạn có thể đi nước ngoài rất là nhiều lần đi nữa, nhưng mà ví dụ mình không có thể chứng minh rằng là mình có cái gì để níu kéo mình về Việt Nam, ví dụ công ăn việc làm, nhà cửa, vợ chồng con cái, thì nói chung cái xác suất cũng rất là thấp. Nhưng mà quay ngược lại, Khanh có thấy có vài người người ta qua đây mà Khanh cũng gãi đầu, Khanh không biết tại sao mà Bộ Ngoại giao lại họ cấp những cái visa này, tại vì những người này nói chung là không có gì để mà có níu kéo họ đi trở về Việt Nam hết cả. Như vậy thì tức là cũng tùy thuộc vào cái sự may mắn của mình, cũng như là cái lúc mà mình phỏng vấn, mình trả lời phỏng vấn với lại bên tòa lãnh sự. Cái đó cũng là một cái lý do tại bởi vì sao mà Khanh không có bao giờ làm cái visa đi du lịch cho bên Việt Nam cả, bởi vì cái cơ hội, cái xác suất nó thấp, và có nhiều người người ta nói nhưng mà luật sư làm giúp tôi đi. Khanh nói là Khanh làm so với một cái người mà bên Việt Nam hoặc là những cái quý vị tự làm nó cũng không khác nhau bao nhiêu, bởi vì Khanh có, nếu mà quý vị có đầy đủ bằng chứng những cái giấy tờ giống như là quyền sở hữu thì có thể Khanh có thể thử, nhưng mà Khanh không có thể nói là có được hay không, bởi vì Khanh làm rồi mà Khanh nghĩ có những cái hồ sơ Khanh nghĩ là thắng là ngược lại bị thua, và có những cái hồ sơ Khanh nghĩ là coi như không có hội là thì actually lại được đi, nên Khanh cũng không hiểu ở đâu tại đâu, tại mình áp dụng luật đúng theo bên sở cái luật sở di trú, mà nói chung là tới Bộ Ngoại giao thì họ quay đảo ngược lại hết rồi. Tức là tùy theo là mình thuyết phục được cái người phỏng vấn của mình là mình có rất là nhiều những cái ràng buộc phải quay về nước, thì cái đó chắc là cơ hội thành công cao hơn. Còn nếu mà mình có rất là đầy đủ những cái điều kiện nhưng mà mình không có trình bày được, không thuyết phục được thì cũng như không. Dạ, thưa luật sư Khanh, câu hỏi tiếp theo, mẹ em bảo lãnh vợ chồng em năm 2008, vậy em có thể chờ khi đi mới mang tài sản theo, hoặc là em muốn đi sớm hơn đó thì như thế nào? Nếu tài sản của em được 1 triệu đô, có được đi trước hay không? Cái tài sản của chị nó không có ảnh hưởng tới cái thời gian chị đợi với với hồ sơ của chị với sở di trú nhé. Nếu mà chị muốn đưa tài sản của chị đi trước thì chị phải tìm cách hợp pháp hóa nó. Bởi vì cái vấn đề chuyển tiền qua lại giữa hai nước thì nó hơi tế nhị một chút, cái đó chị nên tìm cách nào thực tế hơn để mà coi như hợp pháp hóa cái số tiền đó. Còn nếu thông thường tới lúc mà chị được cấp thẻ xanh, được cấp cái thị thực để mà đi qua Mỹ dưới cái dạng bảo lãnh theo cái diện gia đình đó, thì chị có thể đem theo tài sản của chị qua. Một khi chị có thể đem theo con số, bất cứ con số nào chị muốn, nhưng mà cái lúc mà chị qua chị phải báo cho sở di trú biết. Và vấn đề tới lúc đó sở thuế họ có hỏi chị hay không, đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà cái chuyện là mình có tài sản lớn hay không cũng không có ảnh hưởng tới cái tiến trình của mình nhanh hay chậm, phải không ạ? Dạ không, thưa chị không ạ. Dạ vâng. Câu hỏi của Phạm Nguyễn Văn Quang. Tôi có công trình để về giải quyết, đang làm thủ tục diện anh em bảo lãnh. Nếu được mời qua có bị ảnh hưởng gì không? Trà My không hiểu câu hỏi này có rõ ràng
đủ để luật sư trả lời không? thể anh này anh hỏi bây giờ anh đang có cái việc anh cần giải quyết bên Mỹ mà anh đang làm giấy tờ bảo lãnh cho anh chị em của anh mà anh muốn mời anh chị em của anh qua thì có ảnh hưởng gì không? Là bởi vì lúc mà mình có cái hồ sơ I-130 với sở di trú rồi, và nếu mà anh muốn xin cái visa đi du lịch cho những cái người được bảo lãnh đó, sở di trú họ có thể bác cái, không phải xin lỗi, cái quen dùng cái sở di trú ngoài bộ ngoại giao bên Department of State, những cái lãnh sự quán đó họ có thể bác đi cái visa đi cái đơn xin visa đi du lịch qua bên này, bởi vì họ nói họ họ sẽ nói quý vị qua đây họ sẽ ở lại luôn mà không có quay về. Thì nói chung mình có cái bằng chứng nào mình nói là mình cam kết là mình sẽ đi về, có ví dụ mình mua cái vé khứ hồi hoặc là mình chứng minh cho họ thấy là mình có công ăn việc làm bên Việt Nam, và những cái người thân nhân của mình giống như người vợ hoặc người chồng và con cái thì ở bên Việt Nam hết và mình chỉ đi qua một cái thời gian ngắn á, thì quý vị có thể thử. Còn nếu mà mình không có gì hết để chứng minh thì nói chung là mình thử cũng coi như hên xui may rủi thôi ạ. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Trà My xin quý vị vui lòng là đánh chữ trên đây đó, có nhiều người không có dấu nữa cho nên đừng viết tắt. Đã đọc chữ tiếng Việt không dấu là cũng đã khó khăn mà còn viết tắt đó thì nhiều khi là trở ngại cho cái chương trình, là vì mình mất thời gian cho những câu hỏi khác. Ai cũng muốn được trả lời nhanh đó, thì mong quý vị giúp chúng tôi để được thuận lợi. Dạ thưa, câu hỏi của Phương Phương, chồng em là thẻ xanh, đã làm bảo trợ và lý lịch tư pháp được 5 tháng rồi. Khi nào em mới được phỏng vấn? À, dạ thưa chị, cái này thì quay ngược lại, nếu mà cái bộ hồ sơ của chị đã hoàn kết đã xong hết với bên trung tâm thị thực á, thì lúc nào trung tâm thị thực gửi cho chồng chị cái giấy nói là ok cái hồ sơ đã xong và bây giờ hồ sơ sẽ được gửi qua bên lãnh sự quán của của Mỹ bên thành phố Hồ Chí Minh á, thì tới lúc đó thì cái thời họ sẽ cho quý chị cái ngày phỏng vấn trong vòng 1-2 tháng sau cái lá thư đó. Dạ, Nhưng bạn mà em nếu mà nói quý là làm là tháng 12, ngày 12 tháng 9 năm 2016 được chấp thuận tháng 5 2017. Dạ, cái đó là cái đơn I-130 là được chấp thuận ở 2017, nhưng cái vấn đề cái quá trình qua bên trung tâm thị thực nó cũng chưa có xong. Bởi vì nếu mà quý vị nào mà đi theo cái diện bảo lãnh gia đình đó, thì trước hết cái đơn I-130 phải được khai và cái I-130 sẽ được chấp thuận. Sau đó tùy theo cái diện mình đi mình phải đợi hoặc là không đợi. Nếu không đợi thì mình tiến tới với bên trung tâm thị thực làm giấy tờ xong hết. Trung tâm thị thực mới cho mình gửi cái hồ sơ về lãnh sự quán. Tới lúc đó mình mới trong vòng 1-2 tháng sau đó mình mới có cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà trung tâm thị thực chưa nói gì hết hoặc trung tâm thị thực có gửi giấy tờ đòi bổ sung hồ sơ bởi vì mình thiếu cái này mình thiếu cái nọ thì cái hồ sơ của chị vẫn ngồi đợi. Dạ vâng, thưa luật sư, ba bảo lãnh con F2B độc thân mà đã có con nộp năm 2013. Vậy thì em còn đợi mấy năm nữa? Dạ thưa bạn, thì dạng dạng F2B bây giờ bên sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 6 năm 2011, thì nếu mà 2013 thì đợi có 2 năm nữa tùy theo mình nộp tháng nào và ngày nào. Tuyền Trần, diện F4 nộp hồ sơ năm 2007, chấp thuận 2009, bao lâu? Mới đi mà con tôi nay 24 tuổi có được đi cùng không? Nếu mà dạng 2007 mà tới 2009 thì nói chung con chị 24 tuổi không được đi đâu, bởi vì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 2004, và bây giờ là cái thời gian sở di trú duyệt cái hồ sơ của chị là 2 năm. Bây giờ con chị 24 tuổi rồi. Ví dụ bây giờ cái thời gian ngay bây giờ mà sở di trú cho con cho hồ sơ chị tiến tới, con chị cũng đã xong rồi, bởi vì cái luật trừ tuổi 24 trừ 2 có nghĩa là 22 con chị không được đi nữa. Nên vì vậy mà bây giờ con chị cái hồ sơ của chị có đợi ít nhất cỡ 3 năm nữa, mà tới lúc đó con của chị là 27 tuổi trừ 2 tuổi đi thì còn 25 tuổi không đi được. Dạ, thưa luật sư, cũng tương tự câu hỏi của Lam Phương, con gái sinh tháng 11 2003, hồ sơ F4 làm tháng giêng 2013, vậy con gái có được đi theo hay không? Dạ, F4 tháng giêng 2013 mà em chưa có biết cái ngày họ chấp thuận là ngày mấy. Và cái thứ hai nữa là cái hồ sơ này mới quá, đợi ít nhất 11 năm nữa. Mà 11 năm nữa con của chị coi như là mấy, 2010, sinh là 2005, 11 năm nữa cỡ 24, 25 tuổi thì gì đó, cứ tính đại vậy đi. Mà con không biết cái hồ sơ nó được chấp thuận ngày nào, nên vì vậy con không có thể dùng cái luật trừ tuổi được. Bởi vì để mà dùng cái luật trừ tuổi cho đúng á, mình phải biết cái ngày sở di trú họ chấp thuận là ngày nào, và sau đó mình phải dự đoán là cái ngày mà cái hồ sơ được đáo hạn là ngày nào nữa, tới lúc đó mình mới dùng cái luật trừ tuổi được. Chứ bây giờ nếu mà mình chỉ biết cái ngày mà chị nộp hồ sơ mà mình không biết 2 ngày còn lại
nói chung là anh không biết cách nào để mà dùng cái lực lực từ Vâng, tuổi hết. Hiền Bùi hỏi thăm là chuyển tiền cho người thân bên Mỹ trên 100.000 đô có phải đóng thuế không? Thì câu hỏi này không liên quan đến lĩnh vực di trú, cho nên chúng tôi không biết là phải trả lời sao cho chính xác. Xin bạn vui lòng tham khảo ở những cái nơi khác nhé. Helen Trần, chồng sắp cưới của bạn có quốc tịch Mỹ, dự kiến kết hôn tháng 8 năm nay. Anh ấy đã ly dị vợ, có một con riêng 14 tuổi. Bạn có ba con riêng nhưng đã không có đăng ký kết hôn. Vậy thủ tục để đăng ký kết hôn giữa hai người thì gồm những giấy tờ gì? À, nếu mà chị muốn chồng chị về để mà lấy kết hôn với chị bên Việt Nam thì nói chung chồng chị phải làm cái bộ nó gọi là cái bộ công hàm độc thân, và xong sau đó chồng chị có thể đem cái bộ công hàm độc thân đó về Việt Nam và xin ghi danh kết hôn với chị với sở tư pháp. Thì cái đó là nói chung cái quá trình là làm sao để mà chồng chị cưới chị. Còn nếu mà chị muốn bảo lãnh ba người con riêng của chị đi á, thì chị phải làm sao mà để mà cái ngày mà chị và chồng chị cưới á, thì phải xảy ra trước khi ba người con của chị đã thành 18 tuổi nhé. Nếu mà cháu nào mà sau, ví dụ cái vụ cưới hỏi của chị xảy ra sau khi một cháu 18 tuổi thì chồng chị không có thể bảo lãnh cho những người con này nữa, mà chị phải qua đây chị có thẻ xanh chị mới quay ngược lại chị bảo lãnh lại được. Câu hỏi tiếp theo của bạn này thắc mắc thêm chút xíu nữa, thì xin luật sư giải đáp luôn. Khi kết hôn xong có thì bạn định làm hồ sơ bảo lãnh do luật sư ở Việt Nam làm và theo dõi luôn cho nó tiện đó, thì hồ sơ đó gồm những gì cả hai phía? À dạ thưa chị, nói chung là nếu mà chị có nhờ bên luật sư bên Việt Nam thì cái đó chị nói chuyện lại với họ, nhưng mà cái nói chung thôi nhé, cái hồ sơ bên chồng chị phải làm là cái I-130 cho mỗi người, I-130 xong là xong, tới lúc mà quay qua bên trung tâm thị thực phải gửi thì phải gửi vào cái hộ chiếu của chị, cái giấy lý lịch pháp lý, giấy khai sinh, giấy kết hôn của chị và những cái bằng thuế má của chồng chị và những cái cùi cùi vé, cô không phải cùi vé mà cái cùi check của chồng chị lãnh lương như thế nào để mình làm cái bộ bảo trợ tài chính. Còn nói chung hơn nữa thì nếu mà tùy theo chị thuê ai, chị phải coi lại, chị phải duyệt lại và chị phải xin lại cái bản sao của cái hồ sơ mà họ làm, bởi vì chị không có muốn coi như là chị không có giấy tờ gì hết và không biết đầu là đầu đuôi là đuôi như thế nào. Vâng, cảm ơn luật sư. Dạ, bây giờ câu hỏi của Tài Đinh diện EB1 là gì? Là cái chủ đề chính của ngày hôm nay, chắc là bạn vào giữa chương trình cho nên chưa có hiểu biết lắm về cái visa này. Xin luật sư một cách rất là tổng quát giới thiệu về cái EB1 một lần nữa. Dạ thưa chị, dạng EB1 là nó gọi là cái Employment Based Preference, có gọi là First Preference, có nghĩa là theo những người định cư qua công ăn việc làm. Và cái dạng EB1 này được chia ra thành ba cái nguồn khác nhau, có nghĩa là một là EB1A là cho những cái người nào extraordinary ability trong cái lĩnh vực của họ, có nghĩa là họ nổi bật và xuất sắc trong cái lĩnh vực của họ làm. Hoặc cái thứ hai là cho những cái người thầy giáo hoặc là những cái người researcher nào họ rất là giỏi trong cái lĩnh vực dạy học của họ hoặc là cái ngành Khoa khoa bảng đó, nói chung là lĩnh vực khoa bảng. Vâng. khoa bảng của họ. Còn cái EB1C á, là cho những người giám đốc hoặc là những người tổng giám đốc của cái công ty nước ngoài mà có chi nhánh bên Mỹ, hoặc là công ty bên Mỹ mà có chi nhánh bên nước ngoài và họ được đề cử vào bên Mỹ để họ làm, và họ làm giám đốc bên này hoặc là giám đốc điều hành hay gì đó, thì họ có thể xin thẻ xanh Dạ thẳng vâng. qua cái dạng EB1C. Dạ vâng, tức là đi định cư Mỹ theo dạng lao động nhưng mà là những lao động ưu việt. Dạ vâng, các bạn sau cái chương trình này các bạn có thể nghe lại để mà tìm hiểu rõ hơn. Nguyễn Hưng Thịnh cho em hỏi ba em có tham gia đi lính cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa cải tạo 1 năm rưỡi, có được đi Mỹ theo chương trình nào không? À, dạ thưa anh, bây giờ thì nói chung là cái những cái dạng đó hết rồi, không có còn nữa. Dạ vâng, Ngọc Huỳnh. Dạ, xin mời luật sư tiếp lời. Dạ nói chung cái dạng đi lính mà cải tạo thì coi như là nếu mà hồi xưa không có đi dưới dạng hát khô thì bây giờ cái dạng nó bị phế sáu rồi, có nghĩa không còn áp dụng nữa. Không còn được cơ hội để được đi Mỹ theo những cái dạng đó nữa. Em bảo lãnh anh chị em năm 2006 không biết có đi được không và phải làm sao hay là chỉ chờ đợi mà thôi. Câu hỏi của Ngọc Huỳnh. Dạ, nếu mà bảo lãnh chị em 2006 thì nói chung còn phải đợi 2 năm nữa, bởi vì bây giờ những cái người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em á, thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 năm 2004, thì nói chung cũng gần tới đích, gần tới mục đích rồi đó, có nghĩa là cần phải đợi 2 năm nữa mới tới phiên mình để mà xin visa bên trung tâm thị thực. Câu hỏi của Bảo Vũ, có thẻ xanh về Việt Nam được 3 năm do những cái lý do riêng và gia đình đó, thì có cách nào qua lại Mỹ được không ạ? À? À, dạ thưa bạn, trước hết á, nếu mà bạn đi rời khỏi nước Mỹ quá 6 tháng
thì bạn nên xin cái nó gọi là cái re-entry permit. Nhưng mà vấn đề là vậy, cái re-entry permit nó chỉ có hạn trong vòng 2 năm thôi. Nếu quý vị ở quá cái thời gian re-entry permit mà quý vị ở cỡ 3 năm nữa chẳng hạn, lúc mà Vâng, quý cảm vị ơn anh quay ạ. về trở lại sở di trú, là họ có thể nói là họ có thể rút lại cái thẻ xanh của quý vị, nói là quý vị không có phải là muốn là người thường trú nhân ở bên Mỹ nữa. Trừ khi quý vị có thể chứng minh cái thời gian ở nước ngoài của quý vị là bởi vì ngoài cái sự khống chế của quý vị, có nghĩa là bệnh bệnh liệt, coi như bệnh liệt giường, coi nằm giường không có thể nào mà rời khỏi được bởi vì cái căn bệnh của mình nó không có cho mình di chuyển lại được. Dạ Hoặc vâng, hai, cảm ví ơn. dụ là mình phải để tang hay gì đó, nhưng mà vấn đề là không có ba ai mà ít để tang từ cỡ 3 năm đâu. Nên mà quý vị, hoặc ba, nếu mà quý vị làm cho công ty bên nước mà Mỹ mà đề cử cho quý vị về Việt Nam để làm cho bên chi nhánh bên đó thì quý vị có thể chứng minh được, nhưng mà cái đó rất là khó. Nên để mà tránh cái việc mất cái thẻ xanh đó, cứ đi đi về về trong vòng 3 năm đó. Dạ vâng. Thưa luật sư Phong Nguyễn, anh chị em bảo lãnh hồ sơ nộp 2015 có đi được không? Dạ, anh chị em bảo lãnh 2015 thì được chứ, nhưng mà phải đợi rất là lâu. Tại vì bây giờ bên lãnh sự quán họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 2004 ạ. Dạ, trung bình hình như 13 năm phải không ạ, luật sư? Dạ, trung bình là gần 10, dạ 13 năm rưỡi đó chị. Dạ vâng, Nho Trần, ba mình bảo lãnh 5 năm rồi, bao lâu nữa mình mới được đi? Dạ, thưa anh, em không biết ba anh bảo lãnh anh dưới diện gì. Ba anh là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi, hoặc là ba anh là người có quốc tịch bảo lãnh con cái đã hoặc lập gia đình. Cho biết cụ thể hơn một chút thì em có thể có câu trả lời. Dạ, Mỹ Ngọc, diện F2A, ngày ưu tiên 25 tháng 7 2016, thẻ xanh, bảo lãnh, khi nào em mới được phỏng vấn, em đã đóng tiền 120 đô. À, dạ thưa chị, thì chưa đâu, bởi vì bây giờ sở di trú mới duyệt tới ngày 8 tháng 6 2016, có nghĩa còn một tháng nữa mới tới hạn của hồ sơ của chị gửi qua bên cho trung tâm thị thực. Nếu mà chị đã trả cái tiền bảo trợ tài chính, có nghĩa là cái tiền 120 đô đó, thì chị còn có cái phần nữa là cái tiền cho cái visa nữa là hình như là 325 đồng. Nếu mà chị chưa trả cái tiền visa, chị chưa làm cái DS-260, chưa có hoàn tất cái việc bên National Visa Center, thì nếu mà tháng tới chị làm, không phải tháng tới mà phải tháng tới nữa, tại vì bây cái ngày khanh đọc là cho tháng 6 nhé. Tháng 6 họ mới dự tới ngày 8 tháng 6 2016, có nghĩa có thể tới tháng 7, thì cái ngày của chị nó mới trùng. Dạ Tới vâng. lúc đó nếu mà chị hoàn tất xong hết thì đợi cũng ít nhất là 6-7 tháng sau cái ngày đó chị có thể qua. Nếu mà hoàn tất hết thì khanh nghĩ cỡ tháng 3, tháng 4 năm 2019 thì chị sẽ có mặt ở bên Mỹ. Vâng, có một số bạn ở đây hỏi email của luật sư thì chúng tôi vừa đánh lên đây, xin bạn ghi lại, đó là khanh.phạm@bpsos.org. Có nhiều bạn hỏi Facebook của luật sư. Thì hình như cũng là Khanh Phạm luôn đó chị. Dạ. Thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo, con trai 11 tuổi muốn cho đi du học ở ở Mỹ mà dạng trung học có được hay không? Dạ thưa không, nếu mà học phải học trường tư, thì nói chung có những cái trường tư, nếu mà mình họ nói về đi du học mà học trường riêng, trường public school thì không được, nhưng mà mình phải đi private school, thì có nhiều cái chương trình private school họ sẽ cho mình đi du học, nhưng mà cái vấn đề cái số tiền quý vị trả cũng rất là cao, cỡ bốn ba mấy 40 ngàn trở lên. Dạ vâng. Thì nếu mà cho đi public thì không được, nhưng mà cho đi private thì được. Dạ, ba mấy 40.000 là luật sư nói là cái học phí mỗi năm đó. Và để Dạ. mà giúp quý vị tìm hiểu thêm thông tin về du học Hoa Kỳ, chúng tôi có chương trình hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai giống như vậy, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Mỗi tuần chúng tôi có một chủ đề khác nhau và trả lời tất cả những câu hỏi liên quan tới du học. Mời bạn đón theo dõi nhé, thứ hai hàng tuần. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo, em bảo lãnh diện F4, con gái của đứa em bây giờ 25 tuổi, làm giấy tờ năm 2006, chấp thuận 2000 chính. Nếu mà làm 2006 chấp thuận 2009 thì cái thời gian đó 3 năm, mà nhưng bây giờ cái hồ sơ cũng chưa có đáo hạn. Nếu mà 2 năm nữa hồ sơ đáo hạn thì cô này sẽ là 27 tuổi trừ 3 năm 24 tuổi, đi không được đâu chị. Dạ vâng, hiện Bùi diện F2A, chồng bảo lãnh vợ, chồng có nhà bên Mỹ và có tiền ngân hàng, nhưng mà về Việt Nam sống thì có ảnh hưởng tới hồ sơ không? Dạ thưa chị không, không có ảnh hưởng gì về cái hồ sơ hết đó. Tới lúc mà tiến tới về cái vấn đề bên trung tâm thị thực thì có thể chồng chị làm cái đơn bảo trợ tài chính, nhưng mà chồng chị không có đủ bảo trợ tài chính thì có thể nhờ người khác đứng vào. Cái vấn đề chồng chị ở Việt Nam hay không nó không có ảnh hưởng gì tới cái hồ sơ của chị. Trừ khi chồng chị ở Việt Nam lâu quá mà bị mất cái thẻ xanh, tới lúc đó nó mới bị ảnh hưởng, còn ngoài ra không có đâu. Dạ vâng, không còn nhiều thời gian nữa, câu hỏi quá nhiều nhưng mà xin luật sư dành những cái phút cuối này để nói cho xong cái EB1, tức là khi mà đi phỏng vấn xin cái visa này đó thì có những cái gì mà mình cần lưu ý, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường thì những cái người mà họ xin EB1 á, họ thông thường họ ở bên Mỹ hết rồi. Có ít người nào mà họ tới nước ngoài rồi xong họ tự họ làm cái EB1 rồi xong qua bên lãnh sự quán để mà phỏng vấn. Nhưng mà nếu mà trong những cái trường hợp mà có như vậy thì nói chung mình phải coi lại những cái bằng chứng của mình, những cái nguồn bằng chứng của mình nó là thật. Và thông thường cái EB1 thì cái cuộc phỏng vấn nó cũng rất là nhanh, bởi vì một là mình đã chứng minh hết những cái gì mình đã có nghĩa là mình coi như rất là xuất sắc trong cái ngành lĩnh vực của mình, hoặc là coi như là mình là người có được cử qua đây để mà làm cho công ty dưới giám đốc hoặc là điều hành, tổng điều hành hay gì đó, hoặc là những cái người mà dạy professor hoặc là researcher rất là xuất sắc trong lĩnh vực. Thì tới lúc đó nói chung là những cái giấy tờ mình gửi vào, những cái bằng chứng mình gửi vào nó là hoàn tất cái hồ sơ rồi. Nên quý vị nào mà có những cái hồ sơ đó mà coi như là những cái mình có là thật hết, không có vấn đề. Còn nếu mà ví dụ mình gửi vào những cái giấy mà nói chung là không có thể xác nhận được, không có thể chứng minh được, thì cái đó nói chung nó sẽ có vấn đề cho hồ sơ của quý vị, cho dù quý vị họ nộp bất cứ cái lĩnh vực nào cũng vậy. Dạ vâng, chúng ta còn rất là nhiều những thắc